Ok, hello chào mọi người, tôi chính là nàng tiên cá siêu cute học me đây. Ok các bạn, và trước khi bắt đầu video này thì các bạn cũng đừng quên để cho nàng tiên cá siêu cute học me này một like, một đăng ký, một bình luận. Và các bạn cũng đừng quên bật lưỡi video qua để ngày mai tôi sẽ làm video gì tiếp theo nha. Còn bây giờ thì bye bye, nhá xư. Trời ơi, hôm nãy chưa quay video nãy chưa mà không biết cách up video lên mọi người. Trời làm người chá chán dễ sợ luôn á. Suốt ngày cái thằng gọi là cá mặt ngu nó bảo là cho mình cái camera này, bảo là quay lên YouTube các bạn à, để kết bạn các kiểu. Nhưng mà quay nãy chưa không biết cách up video gì hết trơn á. Cá mặt ngu đâu rồi? Xuất hiện cho ta coi. Cá mặt dạ, ngu. Có Tần ở đây này, công chớ kêu thờ. Trời đất ơi, cá mặt ngu từ sáng giờ đi đâu giờ hả hả hả? Dạ công chúa, nãy giờ Tần đi ngoài kéo thần á, đi nhặt rác đồ của con người về. Trời ơi bị rảnh nè. Ủa mà khoan, sao nãy chừng nói giọng gì mà kỳ cục vậy, làm như kiểu mới bị rớt kìa trên trời rơi xuống hả? Nói chuyện bình thường coi. Vậy công chúa, công chúa kêu gì thằng ăn chặn mấy đi kia vậy á? Trời trời, sao cái giọng này khó nghe vậy? Rồi để ta nói nghe nè, bây giờ ta nói rất là chả, ngươi có cái gì cho ta chơi không, cho ta đỡ buồn không? Có gì chơi á? Ủa thằng Tấn đâu lại đưa cho công chúa gì cái gì camera măng nhìn nhà công chúa biết chơi mà. Trời đất ơi, cho ta camera bảo ta gì quay video đưa lên YouTube, nhưng mà dưới biển làm gì có wifi đâu mà bắt hả? Có bị thông không? Ngay lại gì công chúa? Trời đất ơi tôi mệt quá. Thôi bây giờ ngươi từ sáng giờ ngươi đã kiếm gì cho ta chưa? Đây đưa cho ta xem coi. Dạ thưa công chúa, sáng giờ thằng là đi dọn rác ở trong cái giới con người, thằng làm được mấy cái này hay lắm là công chúa. Này à, để thằng cho công chúa coi nè. Ngang đây là một cái ghế rồi, quá đẹp luôn công chúa ơi. Cái quá ghế là đẹp luôn. Ủa cái ghế này mà trang trí trong nhà mình là quá là đẹp luôn á công chúa. Ủa sao cái ghế này tao thấy kỳ kỳ vậy ta? Sao cái ghế gì mà có bốn cái bánh luôn vậy? Tao coi ơi. Ủa cái ghế gì kỳ dữ hả? Không biết nữa công chúa, nhưng mà thằng nghe nói là mấy cái ghế này á, ai mà ngồi lên á là phải bị gì bó bó cái chân á. Trời thôi. Bây giờ để thằng bó cái đuôi của công chúa lại ngồi cho nó giống. Trời vô duyên dễ sợ. Ngươi nghĩ sao ta lại ngồi lên cái ghế mà nó xấu như thế này? Nó nhìn cái ngai vàng của ta nè, chỗ nó đẹp lung linh bấy nhiêu qua ghế nó phèn mấy nhiêu khói xám quá. Trời đất ơi. Cái gì công chúa? Thôi thôi tôi mệt quá à. Có cái món gì mới không? Trời cái ghế đấy bỏ mà qua đi. Có biết gì ấy, thì đằng mới lượm được mấy con cá chết đồng hương của tụi mình nè. Đó công chúa ăn đi. Cái gì đây? Công chúa. Trời ơi, mấy em cá tội nghiệp bị con người săn bắt, giờ mấy em trở thành cá nướng hết trơn luôn. Ngươi nghĩ sao vậy? Trời ơi, ngươi nghĩ đi, ta là ai? Ta là người cá. Trời mà nghĩ sao đi ăn cá thì nó bị khùng không hả? Trời ơi cái tên này. Trời ơi. Trời đau con chúa ơi, con chúa thần quá trời ơi. Thôi vậy giờ có cái này nè. Đó, thần mới lượm được cái này nè. Trời ê cá ngu, tao nói tao hạ thật nha. Đừng nói là mấy cái thứ này ngươi lượm từ rác của thế giới con người hết nha. Hả? Đúng rồi. Trời đất ơi, con người chơi nhiều lắm nên là hận á đi lượm mấy cái này nè. Trời đất ơi, mấy cái thứ tinh hoa của tên cá ngu rồi nó mất từ rác hết các bạn ơi. Trời ơi, tôi khổ quá trời, quá đất một chỗ ngươi xám quá. Tính ra từ sáng giờ tao kêu ngươi đi gọi là tìm kiếm những thứ thú vị ở thế giới con người mà ngươi lấy từ bãi rác là sao hả? À, trời đất này, ơi. Có thứ này á là hần không lấy từ bãi rác rồi nha. Thứ này á là hần á mới lượm được trong thùng rác chứ không lấy từ bãi rác nha. Trời đất ơi nó khác nhau ghê mọi người. Rồi có cái gì? Ủa cái gì đây? Ủa đây là gì vậy người cá? Hần á hồi nãy mới đi tìm được con bé lại ở trong thùng rác á, không biết có cha mẹ nào đó giục nó ở đây nữa nên là hần đưa nó về nuôi luôn. Trời đây là con người sao? Trời ơi, ai lại gọi là tàn ác, lại gọi là gì ta? Để một cô bé dễ thương tội nghiệp ở trong thùng rác chứ. Dễ thằng nói công chúa nghe nè, bây giờ mình nuôi đó đi, sau này nó lớn rồi đó, rồi mình sai nó, mình á kiểu như là kêu nó giúp này giúp kia, nó còn giúp mình á, không có. Tính ra từ trước bây giờ ngươi kiếm gì ta toàn là mấy cái thứ phế phẩm mà. Nhưng lần này có thể ngươi đem cho ta một gọi là cực phẩm đấy. Được lắm cá ngu. Nhận đúng rồi thằng mà ăn trời. Con chúa cứ gọi thằng là cá ngu á trời ơi. Trời ủa hồi bữa ta hỏi thích nêu ngươi là gì, ngươi bảo my name y cá ngu. Ngươi bảo ta rồi còn vậy. Tôi đâu để thằng nói công chúa nghe nè. Hello là cảm ơn đó không anh không. Rồi ngươi là ghê rồi. Ui cái gì đây? Ủa sao nó kêu cái tiếng gì vậy? Cá cá ngu nhìn nè. Ủa sao nó kêu cái tiếng gì dữ vậy trời? Phải được rồi công chúa, để tôi xử lý cho. Cái này dễ lắm. Bước 1 nó chính là tá được mặt đó. Bước 2 là lấy băng keo nhét vô miệng đó là nó không lại là trời đất ơi, trời đất ơi.
em cá luôn này. Ngươi có biết làm vậy là em bé sẽ đau mà. Trời ơi, hiện tại nó đang khóc. Chắc em bé gọi đang đói. Trời đất ơi, ngươi nghĩ sao vậy? Em bé để nâng niu chứ không phải để lắc nhạc nha. Và các bạn lưu ý cho mình là các bạn không được làm vậy đối với em bé nhỏ nha. Nếu mà em bé khóc thì các bạn phải dỗ dành em bé và đưa cho người lớn dỗ dành. Đó các bạn nhớ nha, không được có như tên cá ngu ngốc này. Ngươi nghĩ sao vậy? Ôi, nó khóc quá trời nè. Đừng khóc, đừng khóc nha. Nè, nè, con chó. Nghe nói cái này, nó là đồ cho em bé á. Cái này là bình sữa nè các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ cho em bé gọi là uống sữa từ. Ok, bé ơi, con đừng khóc nữa nè. Đừng khóc nha. Hết khóc rồi nè. Trời đất ơi. Hết khóc luôn con chó ơi. Wow, con chó trời quá. Ok, theo tình hình mình nghĩ bây giờ mình sẽ gọi là cho lên chức là mẹ. Dù tôi biết là tôi chưa gọi là gì ta, kết hôn với ai hết, nhưng hôm sau đây sẽ là trải nghiệm đầu tiên của một cô công chúa người cá xinh đẹp như tôi mọi người ơi. Công chúa là mẹ hả? Thôi giờ để Hằng lên kia, Hằng kiếm người chồng nó trong hùng cát về cho công chúa. Thôi bây giờ nhiệm vụ của ngươi đó chính là kiếm cho ta dụng cụ dành cho em bé, hiểu chưa? Dạ công chúa. Ủa dụng cụ là gì? Thì kiếm cái gì cho em bé, gọi là cho em bé của con người á. Bây giờ ngươi lên kiếm cho ta đi, và đặc biệt không được vô thùng rác kiếm nữa, nghe chưa? Trời dạ, đất ơi. Thôi đi công chúa, thôi Thằng đi đây. Trời, cái tên thảo lao dễ sợ lắm mọi người. Mà tính ra mình cũng để ý nha. Gọi là bé em bé này gọi là cũng rất là giống mình nha mọi người. Như này, mình cũng tóc nâu, bé này cũng tóc nâu. Dễ thương quá à. Ok, con yên tâm, nhất định mẹ sẽ chăm sóc con lớn lên. Rồi, ngoan nha. Ui, tinh. Ok, thế là xong rồi. Wow, em bé cũng đã ngủ rồi các bạn ơi. Chắc bây giờ mình cũng sẽ ngủ quá. Cái tên này. Trời đất ơi, cá ngu ngươi làm gì vậy? Trời đất ơi, ngươi làm đâu công chúa. Ôi, thằng mới đi kiếm được vậy công chúa là ai biết ông kêu. Trời đất ơi, mốt á, mà kiếm được đồ thì gõ cửa một cái thì làm gì hù ma ta sao? Trời, người ta sợ mình chết à. Công chúa đang làm gì với em bé? Biết đinh đứng nhìn coi luôn. Người biết là cái mặt cười nhìn đáng sợ lắm không hả anh em kia? Trời ơi. Ủa tiếng cái mặt Hận hơi bị dễ hơn luôn á. Công chúa nói vậy. Trời. Thôi, bớt xàm. Đâu gọi là gì ta, mấy cái vật dụng dành cho em bé của ta đâu? Đâu, đưa đây trời coi. Trời ơi, đây công chúa, Hằng mới đi kiếm được quá trời nhiều đồ luôn nè. Chính vì với công chúa, đây chính là dễ trái cây thằng mới đi ăn trộm ở chợ của bà Tám. Trời ơi, vậy luôn rồi còn gì nữa? Đây, tiếp theo nữa, đó chính là đây chính là cái chỗ để cho em bé ngồi ăn nè công chúa. Hay quá. Ơi, còn và gì nữa, còn gì nữa? Đó chính là đây chính là cái nồi dành cho em bé ngủ. Hay quá ta. Rồi còn gì nữa không, còn gì nữa không? Dạ hết rồi công chúa. Rồi ok rồi ta xin nha. Ok trời ơi nha. Công chúa ấy thần giỏi không, mọi thần kiếm ơi bị nhiều luôn á. Rồi ngươi là nhất rồi, thôi đi về rồi. Khoan, công chúa thần có vậy muốn tặng công chúa nè. Hả? Ủa ngươi có gì tặng ta hả? Ủa nghe, gì vậy? Cái thằng mới đi trộm được cái hoa này ở nhà của bà Năm tặng công chúa nè. Ủa gì vậy? Được tặng người ta hoa là sao? Ê, ôi kỳ cục quá, ông tặng hoa xanh nữa, biết tôi thích nồi xanh cũng tặng nữa. Rồi ok. Uầy, tính ra cái tên gọi nô tì này cũng tốt phết dữ ha. Tặng toàn đồ em bé nhưng mà ra mấy đồ này cũng rất là cần thiết cho con người nha. Có vẻ chắc lúc sau phải là thưởng gọi là lương cao cho cái tên gọi là cá ngu này mới được. Ok. Thôi bây giờ là giờ đi ngủ rồi. Chúc mọi người ngủ ngon, người cá xin phép được đi ngủ. Piu. À xuống đây xíu. Piu. Nha. Nha ngầm ngầm. Chột quá à, đừng có chọt lét người ta nữa mà. Ai trời ơi, kỳ ghê, người ta đã bảo chịt. Đứa bé hôm qua. Ủa cái gì đây? Hai cái tay, hai cái chân, hai cái mắt. Ủa con lớn rồi hả? Trời ơi, nhìn con bé dễ thương quá. Đây, ta coi. Ồ, trời đất ơi, nhìn nó y chang mình luôn mọi người. Dễ thương quá. Cá ngu ơi, cá ngu. Cá ngu. Trời ơi. Công chúa kêu tôi có chuyện gì? Ê,
Ê cái tên kia, ở đây có cửa nghe nhìn nó làm gì, nhìn lén ta hả, tao đánh người giờ. Đây đây coi, đây coi. Nhìn lén là, ủa đây có mở cửa hả? Ủa, đây đây đây. Ủa, hờn có biết đâu. Trời ơi, con ngu nhìn nè. Đó. Con gì vậy? Con gì vậy? Đây, đây là đứa bé hôm qua. Trời, nó leo đầu ngươi kìa. Nó leo đầu rồi, nó leo đầu rồi, nó dẻo rồi. Trời ơi, bé, đừng làm vậy nha. Ôi, làm gì là hư á, nghe chưa? Trời ơi, không chịu luôn. Ông chó leo nào hờn lên. Rồi rồi rồi, xuống. Trời ơi, kỳ ghê. Ủa gì kỳ vậy con chó ơi, có hờn rỡ đâu là giờ nuôi con người lớn lên nó mới biết giúp gì chứ. Vợ giếng phù quậy phái hả con chó? Trời ơi, tao biết đâu, nhưng mà nhìn em bé này dễ thương quá à. Hello con. Em mọi người có thể gọi là đứa bé này và ta giống nhau không? Nhìn này, nhìn này, nhìn nè. Trời đất ơi, trời giống quá rồi, giống luôn. Khác mỗi cái mặt thôi. Trời ơi, nhìn con bé này nó dễ hơn bao nhiêu mà nhìn công chúa xấu đâu, xấu nữa. Sao trời ơi, ta lâu. Trời đất ơi, người ta công chúa cute hột mẹ nè, nó bảo mình xấu bảo cho tức ghê mọi người. Rồi sao luôn, rồi đợi người tiếp luôn. Thôi thôi, vô đây, ta coi thử coi. Ôi các bạn, sao con người nó khó khăn dữ ta, thường thường người cá rồi tôi ăn đơn giản lắm, đây con người khó ăn quá à. Thôi bây giờ nhắc lên đây ngồi, rồi ngồi lên đây coi. Để coi, để tôi coi trong bếp còn cái gì cho nhỏ nó ăn coi. Đây, để tôi coi, ủa cái bếp tôi được, ủa. Chết rồi, đứa nào ăn hết đồ ăn rồi tôi rồi. Ủa gì kỳ vậy? Trời đất ơi, đồ ăn hả, ngậm ngon á, ai biết không? Bữa mới thấy có nồi lẩu ăn luôn á, ai biết không? Trời, trời đất ơi, cái thế là sao cứ ăn hết đồ ăn của ta vậy? Ôi, thiệt tình á. Có biết gì đâu, ủa ai biết đâu, tưởng là công chúa để đây cho thần ăn. Rồi, à bây giờ, ê, hay là bây giờ mình nhận cho, à, mình dạy cho đứa nhỏ này học bơi được không? Gì? Nó là con người cho mới học bơi được không chó? Trời ơi, thì con người thì cũng sẽ biết bơi mà. Đây đây đây, để ta coi thử coi cái trình độ gọi là với ta bơi của con người như thế nào. Đây, ok. Bây giờ em bé, bây giờ ngươi hãy ra đây bơi thử cho ta xem nào. Come on. Bơi thử coi. Ôi trời ơi, công chúa thằng ở công chúa nghe nó bơi một tí rồi tắt thở luôn rồi. Ủa, số đơ luôn vậy? Ủa gì vậy? Ủa cái gì vậy? Nó bị chết đuổi chim cả này, nó bị chết trời ơi. Trời ơi, cứu nó coi. Ê, đưa đưa. Thôi, lên lên nào. Ôi, đi vô. Ui, đi vô. Trời, trời ơi, trời. Thằng nói công chúa rồi mà cái gì nó cũng phải từ từ. Giờ cái công chúa quăng nó ra đó, cái sao biết bơi công chúa. Ôi, đừng khóc, xin lỗi. Ủa giờ sao ta, cá ngu, giờ bây giờ nhỏ không biết bơi giờ làm sao? Bây giờ, ta nghĩ có một cái cách này nhất lần. Đó chính là ăn trộm máy oxy. Tào lao, trời. Lấy đâu ra bình oxy? Trời, ngươi có nghĩ cách khác được không cá ngu? Trời, sao ngươi nghĩ toàn mấy cách kiểu nó hư cấu hết trơn vậy? Theo như kinh nghiệm sống 1.000 năm tuổi cái tầng tỷ bây giờ á, mình biến ra người cá luôn đi công chúa. Hả? Biến con người thành người cá? Đúng rồi. Nghe ý kiến cũng hay á. Con có thích không? Ồ, nhìn đứa bé vui quá trời nè. Được rồi, được rồi. Mình nói rồi mà. Rồi, được rồi. Bây giờ ta sẽ biến con thành người cá, nhưng con phải lắng nghe lời ta nha. Nhớ chưa? Rồi. Ok, sức mạnh của người cá biến hình. Wow, dan. Ok. Con bé là có đuôi người cá nè, cá ngu. Wow, trời ơi, công chúa hay ý kiến của thần hay không? Wow. Ai, đúng là gọi là không hổ danh cá ngu của ta. Đấy. Ok. Ủa sao công chúa vậy, gọi thần là cá ngu? Ủa thì nickname mình là cá ngu mà, không phải hả? Mình tưởng mình thông minh chứ. Ai biết đâu. Con có thích không? Nó thích quá trời rồi. Ok, bây giờ con hãy bơi ra đây đi, con không sợ bị ngạt thở đâu. Boom, đấy. Đó, bơi lên bờ nè, bơi lên được. Không sao đâu. Đó, thế thì sao? Nhìn mặt nó dồi quá, trời dồi rồi, đi heo nào. Ok, đi đây, lên nè. Trời ơi, một bơi chậm quá. Ok, ủa? Cái gì vậy? What the? Ủa khoan, cá ngu. Ê, con đi nhanh lên nè. Đây, tới đây. Ủa cái bãi biển của ta, sao nó trở thành như này vậy, cá ngu? Thần cũng không biết đâu. Trời ơi, thần á thiệt với lại công chúa luôn. Con người á, sử dụng á, gọi là đồ ăn rồi cái thứ rồi xả gác rồi tùm lum ra luôn á. Thiệt tình luôn, làm ô nhiễm bãi biển. Trời ơi, mọi người, cái bãi biển xinh đẹp của tôi mà con người có xả rác hết trơn à. Con bé nó dọn rác nè. Con bé nó có ý thức như vậy, thôi mình dọn rác luôn đi công chúa. Ok, bây giờ con nhớ dọn rác giúp gì ta mama nha. Ok, đây đây
đây, trời ơi, bé nó dễ thương quá trời luôn kìa. Ôi, mà tính ra con người ai cũng có con người này, con người nọ các bạn ơi. Ồ, ok ok. Đây. Con cái con chó nó nhiều quá con chó. À, nhầm. Nè, cái đầu tôi nè, leo lên đầu tôi ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Ngồi không? Hả? Trời ơi. Ôi, thôi leo lên đầu tôi ngồi nè. Trời ơi, em bé leo lên đầu tôi ngồi kìa. Ở đây là ngồi lâu lâu đây để thằng đeo lên đầu nó ngồi nè. Trời. Quỷ à. Ôi các bạn ơi nhìn nè, sau khi bãi biển của tụi tôi đã dọn xong nó sạch ơi là sạch luôn nha, tốt quá trời luôn. Không ơi, giờ thằng có ý kế là hay nè. Ê, tao nói cho nghe, ngươi hồi nhỏ có học toán không nha? Hả? Hay học vậy là gì ta bị hình không? Sao ngươi đặt một cái liều ở đây, một cái liều nó nghiêng dễ sợ à? Trời ơi. Mày biết đâu, đây, 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 đây. Đặt vậy đẹp chứ. Để ta đặt cho, trời ơi, đặt xong mà ta trầm cảm luôn á. Đó, như này nè mới đúng nè, thấy chưa? Wow, thì ra là rồi rồi, bây giờ thôi để ta làm á, cho trời ta thuê ngươi làm nô tì. Mà cuối cùng là không biết đây, ai mới là nô tì. Thần có cái món quà này muốn tặng công chúa rồi đó, ăn đất thì công chúa. Ủa ý người ta là đầu đất hả? Cái tên kia. Hả? Trời ơi. Ủa vậy tới đâu là người cá là phải ăn đất chứ. Trời ơi, bữa giờ tính ra là thằng toàn ăn đất không á. Ủa leo lên đầu cây nữa. Trời ơi, đất ơi. Do ông á, trời ơi, người ta gọi đầu người ta con gái yêu thương ông cho tôi ăn đất. Vậy nhỏ ông giận mới lạ. Đây. Đây, cái dù của ngươi này bây giờ ngươi cầm che cho tay. Trời nắng quá trời nè, thấy không? Đó. Nè, che ông chúa này đó. Trời, che ông chúa này. Ok ok rồi, và tiếp theo bây giờ ta sẽ đặt hết tất cả các món ăn siêu ngon luôn. Đây, ok ok. Đây giới thiệu với con nha. Cha mẹ và cha nè. Đó, hơi bị ngon luôn. Đây tất cả những món ăn siêu ngon của ta chế tạo ra. Ghê không, ghê không? Đó. Wow, hàm lấy luôn ông chó ơi. Wow. Ngươi thấy hay không? Thôi bây giờ ngươi cũng gọi là gì ta. Rồi bây giờ ngươi ngồi bên này ăn đi. Ai cho ăn. À, ngon quá công chúa ơi. À Long ăn luôn mấy đồ gà luôn nha. Ngon quá à. Trời đất ơi, cái tên cá ngu này nó làm cái trò gì vậy? À thôi, thôi đừng khóc, mama thương nè. Trời ơi, đồ ăn tôi chưa kịp cho gọi là bé gọi là con người ăn, đừng ăn hết trơn rồi. Thôi mẹ mama thương này, thôi ăn cái này nè. Đó. Không có biết đâu. Trời ơi. Thôi công chúa ơi. Hả? Cắt cái này tặng công chúa à? Hả? Tặng ta hả? Ngần cái điều gì muốn nói với công chúa nè. Ủa, ngươi có điều gì muốn nói với ta hả? Đúng vậy dạ? Thần muốn nói với công chúa một điều. Ta chỉ ngắm hoàng hôn mỗi chiều. À lộn, thần cái điều này chạy quá. Ăn cá này bị khùng quá mọi người. Trời ơi, tặng muốn hoa cho. À chứ có điều này. Trời đất ơi, khùng điên dễ sợ luôn trời. Đúng là cái tên cá ngu là khùng điên quá à. À hồi nãy xin lỗi con nha. Trời ơi, cá ngu này ăn hết đồ ăn của con mất tiêu rồi. À con, bây giờ con có muốn đi tham quan gì con người không? Trời ơi, ta nhìn con ta biết rồi. Nhưng mà con yên tâm đi, dù ta biết ta là người cá nhưng ta là một cô gái rất là thông thái. À nhầm, thông thái, thật sự bây giờ để bị con người bắt như vậy được. Rồi ok, bây giờ đi theo ta nha, mà cẩn thận nha. Coi chừng là con người thấy con là người ta bắt con đi á, nhớ nha. Rồi ok, đi theo ta nè. Đây, ta giới thiệu con. Và đây, giới thiệu với con, đây chính là nơi mà có thể ngắm sao ở trên bầu trời. Wow, nhìn đẹp quá trời quá đất luôn. Còn thấy hôm nay có vui không nè? Vui không? Rồi, thôi bây giờ mình về nhà mình ăn uống ha. Ok. Trời đất ơi, nhỏ xíu xíu luôn. Giờ đi về. Ui, cái gì vậy? Ủa, đây là những người dân nào đây? Sao nhìn họ lạ dữ vậy? Ê, cho tôi hỏi ơi, bạn gì đó? Ui, cái gì vậy? Để tôi công chúa yên tâm, để tôi sẽ tiêu diệt bộ này. Mày này đây, để thần mày nè mất dạy. Đây ủa sao đóng trái này công chúa ai à, ok vậy. Ui. Chúc mừng công chúa, tôi ở về công chúa. Yeah. Từ từ công chúa đứng yên, phép thần Queen Enchanted. Ôi. Được rồi. Ủa, con từ đâu ra vậy cá ngu hả? Ai biết đâu, thần đang đứng trên cây chơi thấy công chúa bị quánh là thần chúa lại. Ôi trời đất ơi, lúc nãy hên quá trời luôn á. Ôi con, đừng có sợ nha, tao không sao. Ôi trời ơi, may quá trời quá đất luôn. Ôi cá ngu, nếu mà ngươi không có mặt ở đó chắc tao gọi là cũng ngõm mất. Ủa mà khoan, cá ngu, tao hỏi ngươi câu được không?
Con chó ở đây. Ủa sao lúc nào ta cũng chửi người, ta cũng mắng người, ta cũng la người á, mà tại sao người lại bảo vệ ta dữ vậy hả? Hả? Tại vì đó chính là sứ mệnh của tôi. Dù công chúa có chửi tôi là cá ngu đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ luôn luôn bảo vệ công chúa suốt cuộc đời này. Công chúa à, tôi có một điều này muốn nói. Có điều muốn nói sao? Ok, bây giờ tôi muốn nói gì, đừng có chạy nữa nha. Tôi có một điều muốn nói với công chúa. Công chúa biết không, thật ra tôi... Mà ngầu á, đi ngầu. Để cái tên kia làm cái trò gì mà nói giọng ngầu dữ vậy hả? What the... Em đi ngủ thật hả? Na ngầu, ngầu, ngầu à. Ủa về chị về, về công chúa. Về. Na.